chỉ một cú click chuột tại một địa chỉ duy nhất http://dịchvucong.gov.vn. Dự kiến tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng một năm. Công bố chính xác, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân, doanh nghiệp có thể hài lòng với dịch vụ công trực tuyến. Người dân ngồi ở nhà hay ngồi ở bất cứ vị trí nào cũng có thể thực hiện được 8 nhóm dịch vụ công qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Chỉ một cú click chuột tại một địa chỉ duy nhất http://dịchvucong.gov.vn. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp 8 nhóm dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, bao gồm đổi giấy phép lái xe, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khai sinh, cấp điện mới từ lưới điện trung áp và hạ áp, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử với doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế. Trong quý 1 năm 2020, các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, thu phạt vi phạm giao thông, giao dịch bảo đảm, y tế, lao động. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia góp phần công khai, minh bạch, giảm nạn tham nhũng vặt. Việc chuyển các thủ tục hành chính từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng một năm. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên khi chính phủ tích hợp thêm các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tuy nhiên, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì phải cần xác định danh tính cá nhân, tổ chức. Với mạng lưới rộng gần 13.000 điểm giao dịch, cung cấp đa dịch vụ, số lượng khách hàng lớn, đa dạng, Bưu điện Việt Nam được giao tham gia định danh, xác thực miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Thưa quý vị, sau 9 tháng nghiên cứu triển khai, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã chính thức khai trương. Cổng sẽ có đầy đủ các nội dung như công bố chính xác, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện. Tuy nhiên, việc khai trương mới chỉ là bước đầu, còn lại phải tiếp tục hoàn thiện cũng như tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thuận lợi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây là điều mà chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ thực hiện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình có cuộc trao đổi ngắn với khách mời ông Nguyễn Quốc Vinh, thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông ạ. Thưa ông, hiện tại bây giờ các tỉnh thành cũng như là địa phương cũng đã có những cái cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của mình. Vậy thì với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì chúng ta làm thế nào để các dịch vụ công có thể thống nhất cũng như là thực hiện được, và người dân và doanh nghiệp thì có cái gặp cái khó khăn hay vướng mắc nào không khi thực hiện ạ? Vâng, chắc là mọi người cũng vừa mới biết là cách đây 2 hôm, ngày 9 tháng 12 thì Thủ tướng Chính phủ chính thức khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ở đây cung cấp giai đoạn đầu tiên là 8 dịch vụ công trực tuyến. Thì có thể nói đây là một sự cố gắng nỗ lực của chính phủ trong việc triển khai giải pháp chính phủ điện tử trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đây là kết quả bước đầu. Mặc dù là các tỉnh, thành phố cũng như các bộ ngành địa phương đều đã có cổng dịch vụ công của mình. Thế tuy nhiên, lần này thì chính phủ quyết tâm là tạo ra một cái cổng tập trung, một đầu mối tập trung để người dân biết đến và thuận tiện trong việc truy cập. Cái thứ hai nữa tôi đánh giá là trong lần này thì cái cổng dịch vụ công này nó cũng tạo điều kiện cho các bộ ngành địa phương khi đưa các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì đòi hỏi phải thay đổi quy trình để tối ưu hóa. Cái thứ hai nữa là chính phủ hoàn toàn có thể đánh giá và nắm bắt kịp thời tiến độ giải quyết công việc của các dịch vụ công trực tuyến này. Và cái đặc biệt quan trọng mới thứ ba nữa đó là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp giải pháp định danh và xác thực điện tử chung cho toàn quốc, để sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các cổng dịch vụ công bộ ngành địa phương triển khai trong những giai đoạn tiếp theo. Vâng, thưa ông, là với cái Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ như thế nào để người dân cũng như doanh nghiệp có thể thuận lợi nhất? Để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thì một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là phải xác định rõ được danh tính cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ công, và các bộ ngành địa phương người ta yên tâm biết đây chính là người thực việc thực chứ không phải là người mạo danh. Chính vì vậy Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi cũng đã cùng với Tổ công tác Chính phủ điện tử triển khai cái giải pháp gọi là định danh và xác thực điện tử, chúng tôi gọi là Post ID, để cung cấp toàn bộ cái cơ sở dữ liệu đáng tin cậy. Như vậy là người dân có thể ra các điểm giao dịch của bưu điện để đăng ký và được cấp một mã số ID, và có thể nói cái mã này là cấp cho người dân một cách miễn phí để sử dụng vào các dịch vụ công cũng như là các dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Thì có thể nói về lâu về dài
thì ở xã hội Việt Nam sẽ dần dần triển khai và phát triển rất nhiều các cái giao dịch điện tử, và chính cái hệ thống định danh xác thực điện tử này tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ cũng như người sử dụng dịch vụ biết rõ được về nhau và bảo đảm cái tính minh bạch và trách nhiệm, tránh những cái trường hợp mạo danh ở trên cái việc giao dịch trong môi trường điện tử. Vậy người dân thì có thể yên tâm về cái sự an toàn cũng như là bảo mật thông tin tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hay không ạ? Về giải pháp công nghệ thông tin thì tôi cho rằng các chuyên gia đều đã khẳng định, và có thể nói là Ban Cơ yếu Chính phủ, rồi Bộ Công an, rồi Bộ Thông tin Truyền thông đều vào cuộc đánh giá và xếp hạng, có thể nói là test rất kỹ cái cổng dịch vụ công này, nó đáp ứng được các yêu cầu bảo mật thông tin. Cái thứ hai nữa là Chính phủ trong thời gian tới đây cũng sẽ ban hành các nghị định về cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng, rồi cái hệ nghị định về định danh và xác thực điện tử tạo cơ sở pháp lý để làm sao toàn bộ những cái thông tin này có tính pháp lý cao và người dân cũng hoàn toàn yên tâm về cái tính bảo mật riêng tư, không bị lợi dụng để sử dụng vào những cái việc khác. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, sự vận hành của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ góp phần minh bạch hóa, giảm thời gian và chi phí của người dân cũng như doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Điều này cũng thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số.